chân không mỏi thơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh Việt Nam quang chân không mỏi thơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh Việt Nam quang vinh đồng chí ơi là cựu chiến binh anh trước em sau vẫn sống bên nhau thắm tình đồng đôi chân không mỏi cơm muối rau rừng ta nhớ mãi bên nhau tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh tự hào hôm nay ta là cựu chiến binh Việt Nam quang Long ngày nay là một trong ba thị xã của tỉnh Bình Phước, có vị trí kinh tế, chính trị, quốc phòng quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đang ra sức phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, quyết tâm xây dựng quê hương Phước Long sớm trở thành một thị xã giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Dưới thời Mỹ Ngụy, tỉnh Phước Long bao gồm các quận Phước Bình, Bù Đốp, Đức Phong và Đôn Luân, còn gọi là Đồng Xoài. Một địa bàn hết sức quan trọng của khu vực miền Đông Nam Bộ, nằm trong hệ thống phòng thủ phía Bắc của ngụy quyền Sài Gòn. Bởi thế cho nên Mỹ Ngụy đã bố trí ở đây một lực lượng đặc biệt với hệ thống phòng thủ kiên cố vững chắc dưới sự huấn luyện chỉ huy của hàng chục cố vấn quân sự Mỹ nhằm ngăn chặn các mũi tiến công của quân giải phóng miền Nam. Thực hiện kế hoạch Staley-Taylor giai đoạn 1 của chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ Ngụy ra sức đôn quân bắt lính, xây dựng lực lượng ngụy quân ngụy quyền
tăng cường phong tỏa biên giới và bờ biển, đẩy mạnh càn quét, gom dân lập ấp chiến lược, tạo vành đai trắng để kìm kẹp nhân dân, cô lập, triệt phá các cơ sở cách mạng, hòng bình định miền Nam trong vòng 18 tháng. Việc lập vành đai ấp chiến lược ở Phước Vĩnh thuận lợi, đặc biệt là việc củng cố xây dựng chi khu Đồng Xoài cùng với những biện pháp kìm kẹp đàn áp nhân dân, tách dân khỏi đảng, tát nước bắt cá trong chiến lược chiến tranh đặc biệt của địch là nhằm đặt đảng ta và lực lượng vũ trang miền Nam vào thế bị bao vây cô lập. Trước tình hình đó, tháng Giêng năm 1965, Trung ương Cục miền Nam đề ra phương châm đánh địch là căng địch ra để đánh, nhằm vào chủ lực địch, chú trọng tiêu diệt địch ở các trọng điểm chiến lược, các đường giao thông lớn. Thực hiện chủ trương trên, ta mở chiến dịch Phước Long Đồng Xoài, một trong những chiến dịch có quy mô cấp sư đoàn do Bộ Chỉ huy miền trực tiếp chỉ đạo. Chiến dịch Phước Long Đồng Xoài mở màn vào tháng 5, kết thúc vào tháng 7 năm 1965. Trận then chốt của chiến dịch là tiêu diệt chi khu Đồng Xoài. Với tinh thần quả cảm, sau một ngày đêm chiến đấu vô cùng gay go quyết liệt, từ 23 giờ ngày 9 tháng 6 năm 1965 đến 13 giờ 50 phút ngày 10 tháng 6 năm 1965, quân và dân ta đã tiêu diệt địch và làm chủ đại bộ phận chi khu, diệt 608 tên địch, trong đó có 42 tên Mỹ, thu 148 súng, 20.000 viên đạn, bắn rơi 7 máy bay, phá hủy 250 súng các loại. Đồng Xoài rực lửa chiến công, mở ra triển vọng cho quân và dân ta tiêu diệt những chi khu, những căn cứ quân sự lớn của địch, đồng thời cho thấy các đơn vị chủ lực của ta đã trưởng thành thêm một bước khá vững chắc, đã đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm. Sau chiến thắng Bình Giã, Phước Tuy, An Lão, Bình Định, Ba Gia, Quảng Ngãi, chiến thắng Đồng Xoài đã góp phần làm cho chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản. Đế quốc Mỹ phải cứu vãn tình hình bằng cách đổ thêm 20 vạn quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam Việt Nam để tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ. Cùng với thắng lợi liên tiếp trong các chiến dịch Đông Xuân 1965-1966 và 1966-1967, thắng lợi oanh liệt Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta đã đánh bại cố gắng quân sự cao nhất của đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam. Bằng cuộc tổng tiến công chiến lược này, quân và dân Việt Nam đã giáng một đòn quyết định vào chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Từ cuối thập niên 60 đến đầu thập niên 70, quân ta càng đánh càng mạnh. Trong giai đoạn 1 của chiến dịch Nguyễn Huệ, ngày 7 tháng 4 năm 1972, ta giải phóng hoàn toàn huyện Lộc Ninh. Thị trấn Lộc Ninh trở thành thủ phủ của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đây cũng là chiến thắng có ý nghĩa thời đại trong suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Tháng 4 năm 1973, Trung ương Cục và Tỉnh ủy Bình Phước đã mở hội nghị, trong đó nêu rõ, Bình Phước là địa phương có vùng giải phóng hoàn chỉnh, có chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, lại nằm ở vị trí chiến lược tiếp giáp với các căn cứ ở miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đông Bắc Campuchia, có hành lang vận chuyển thông suốt với đường mòn Hồ Chí Minh, tiếp nhận hàng chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc. Bình Phước có đủ lợi thế để xây dựng thành căn cứ vững chắc, đáp ứng nhu cầu mới mang tầm chiến lược của toàn miền Nam. Thực hiện nghị quyết của Trung ương Cục, trong hai năm 1973-1974, hai huyện Lộc Ninh, Bù Đốp và 24 xã của các huyện trong tỉnh Bình Phước đã được giải phóng. Chính quyền cách mạng đã thực sự vững mạnh. Hệ thống giáo dục, y tế cùng các tổ chức đoàn thể như Mặt trận, Phụ nữ, Nông dân, Thanh niên, Thiếu niên Tiền phong không ngừng phát triển lớn mạnh. Lực lượng vũ trang của tỉnh đã có 2 tiểu đoàn bộ binh, 1 đại đội hỏa lực, 2 đại đội đặc công. Mỗi huyện có từ 1 đến 2 đại đội bộ binh và các đội công tác dân vận, binh địch vận. Các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia vào lực lượng dân quân du kích. Bằng các đợt tiến công mãnh liệt của cả ba thứ quân trên các chiến trường, quân và dân ta đã đẩy chính quyền ngụy Sài Gòn phải lui về thế phòng ngự bị động. Đến giữa năm 1974, tỉnh Bình Phước nói riêng, toàn miền Nam nói chung đã chuẩn bị đầy đủ thế và lực cho những đòn tấn công quyết định đứng trước thời cơ mới. Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 1974, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mở hội nghị thông qua phương án
giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976. Thì lúc bấy giờ thì cục diện là có nhiều thay đổi có lợi cho ta, đặc biệt là sau vụ Watergate. Bản kế hoạch được chỉnh lý thì được trình bày ra hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, có đại biểu tất cả các chiến trường tham dự cuộc họp kéo dài từ ngày 18 tháng Chạp năm 1974 cho đến mùng 8 tháng Giêng năm 1975. Cuối cùng là đi đến ra nghị quyết là thông qua cái kế hoạch tổng công kích và nổi dậy giải phóng miền Nam cố gắng trong 2 năm, từ năm 1976 trước cuộc tổng tuyển cử tổng thống, đồng thời đề ra một kế hoạch thời cơ, nghĩa là khi có điều kiện mới xuất hiện thuận lợi thì giải phóng miền Nam trong năm 1975. Tôi muốn nói rằng cái nghị quyết lịch sử đó của Bộ Chính trị nó thể hiện cái quyết tâm sắt đá của Đảng ta, của nhân dân ta từ Nam chí Bắc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất cứ trong tình huống nào phải giải phóng cho được miền Nam thân yêu, thống nhất Tổ quốc. Thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, trong tháng 10 năm 1974, Trung ương Cục và Quân ủy miền đã mở hội nghị và đề ra kế hoạch mở rộng hoàn chỉnh khu căn cứ cách mạng, nối hành lang vận chuyển từ biên giới xuống bờ biển phía đông, xây dựng các căn cứ địa vững chắc, tạo thế liên hoàn bao vây Sài Gòn. Hướng tiến công chủ yếu là đường 14 Phước Long, giải phóng Phước Long khi có điều kiện. Tỉnh Bình Phước được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho chiến dịch. Các đơn vị chủ lực của quân đoàn 4, sư đoàn 3 phối hợp với các lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước tham gia chiến dịch. Để chuẩn bị bước vào chiến dịch, các đơn vị chủ lực và bộ đội địa phương đã bám sát các mục tiêu, tổ chức huấn luyện chiến đấu hiệp đồng, phối hợp chiến đấu giữa bộ đội chủ lực với bộ đội địa phương, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vũ khí, phương tiện kỹ thuật, lương thực, thực phẩm, thuốc quân y cho chiến dịch. Trung ương Cục và Quân ủy miền giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Phước Long lãnh đạo đẩy mạnh 3 mũi giáp công để kìm chân, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch tại chỗ, phối hợp với bộ đội chủ lực giải phóng tỉnh Phước Long. Tỉnh ủy và tỉnh đội Phước Long phối hợp với các đơn vị chủ lực miền và quân đoàn 4 khẩn trương chuẩn bị các mặt cho chiến dịch, tập trung chuẩn bị địa bàn đứng chân cho bộ đội chủ lực, khẩn trương thu hoạch lúa mùa, cung cấp lương thực cho bộ đội chủ lực và dự trữ cho chiến dịch. Các đội công tác, đoàn thể, cán bộ các cấp ngày đêm bám trụ địa bàn, xây dựng cơ sở cách mạng, vận động nhân dân ra vùng giải phóng, xây dựng hệ thống chiến đấu làng, xã, đồng thời phát động quần chúng nổi dậy. Đêm ngày 12, rạng ngày 13 tháng 12 năm 1974, chiến dịch đường 14 Phước Long bắt đầu với trận mở màn đánh vào chi khu Bù Đăng và tuyến án ngữ của địch trên quốc lộ 14. Sau 27 giờ chiến đấu, đến 8 giờ 45 phút ngày 14 tháng 12, ta làm chủ hoàn toàn khu vực Bù Đăng. Cùng thời gian tiến công Bù Đăng, quân ta tiến công tiêu diệt địch ở Bù Na. Ngày 15 tháng 12, ta tiêu diệt và đánh dứt điểm căn cứ Bù Na. Phối hợp cùng chiến đấu mở màn với hướng Bù Đăng dưới sự trực tiếp lãnh đạo chỉ huy của các đồng chí Đỗ Văn Luống, tức Tư Nguyện, Bí thư tỉnh ủy, Lê Hùng, tỉnh đội trưởng và các đồng chí Nguyễn Đình Kính, Năm Nhường, Ba Minh. Vào đêm 12, rạng ngày 13 tháng 12 năm 1974, một đại đội của tiểu đoàn 208 và các đại đội đặc công 11, 13, đại đội cuối 82 của tỉnh và một đại đội địa phương Bù Đốp nổ súng tiêu diệt chi khu quân sự Bù Đốp. Cũng trong thời gian này, tiểu đoàn 208 làm nhiệm vụ chặn viện binh của địch từ Phước Long, còn đại đội bộ binh Bù Đốp chốt chặn ngã ba Phước Lộc, đánh địch từ Phước Bình xuống chi viện cho chi khu Bù Đốp. Cùng thời điểm trên, ở hướng Bù Đăng, dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, đồng chí Tư Tuyết, bí thư huyện ủy Bù Đăng chỉ đạo lực lượng vũ trang, dân quân du kích và đội công tác Bù Đăng phối hợp với đại đội 568 của Bùi Gia Mập cùng với bộ đội chủ lực tiến công tuyến án ngữ gồm 25 đồn bốt, đồng thời hỗ trợ nhân dân cùng tiêu diệt ác ôn, phá bỏ bộ máy thống trị ngụy quyền, truy bắt tàn binh, kêu gọi dân vệ và phòng vệ dân sự giao nộp vũ khí, trở về gia đình ở vùng giải phóng. Sau chiến thắng đợt 1, vào đợt 2,
Ngày 22 tháng 12 năm 1974, ta tiến công tiêu diệt đồn Phước Tín, chi khu Bù Đốp. 5 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 1974, ta tiến công tiêu diệt chi khu quân sự Đồng Xoài. Sau khi đánh chiếm Bù Đốp, Đồng Xoài, để chuẩn bị giải phóng Phước Long, Tỉnh ủy đã tập trung các phân đội trực thuộc tiểu đoàn 208 thành lập đại đội 54, lấy thêm đại đội 14 và đại đội 1 Bù Đốp thành lập tiểu đoàn Bà Rá do đồng chí Bùi Văn Bạc làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Ngoan làm chính trị viên. Đợt 2 chiến dịch kết thúc, tinh thần bộ đội ngày càng cao, nhân dân rất phấn khởi, quân và dân Phước Long đang khao khát giải phóng quê hương. Trong khi đó, mất Bù Đăng, đường 14, Đồng Xoài, Bù Đốp làm cho lực lượng địch ở Phước Long hoàn toàn bị cô lập. Trận đánh vào thị xã Phước Long bắt đầu đúng 5 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 1974 đến 17 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1975, lá cờ quyết chiến quyết thắng được cắm lên tòa thị chính Phước Long. Chiến dịch đường 14 Phước Long kết thúc thắng lợi, tỉnh Phước Long hoàn toàn giải phóng. Chiến thắng Phước Long là kết quả của sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu của cả ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích tỉnh Phước Long, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, đã tiếp tế hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, đạn dược, thuốc men đầy đủ kịp thời cho bộ đội. Các đội công tác tích cực vận động nhân dân nổi dậy, kêu gọi binh lính, dân vệ bỏ súng trở về với gia đình, giải phóng lên đâu, phát động phong trào phá bỏ hệ thống ngụy quyền đến đó. Nhờ công tác hậu phương vững chắc, bộ đội đã chiến đấu kiên cường trên từng căn nhà lãnh phố, ngã đường và từng khu sở. Sau 25 ngày đêm tham gia chiến dịch, bộ đội chủ lực và quân dân tỉnh Phước Long đã tiêu diệt hoàn toàn các cụm cứ điểm và chi khu Bù Đăng, Đồng Xoài, Phước Bình, Bù Đốp Lưu Vong, yếu khu Bù Na, thị xã Phước Long, tiêu diệt 500 tên địch, bắt sống 1.179 tên, phá bỏ bộ máy ngụy quân ngụy quyền, thu 1.498 súng, hơn 10.000 viên đạn các loại, bắn rơi 12 máy bay, thu 191 máy thông tin, 80 xe cơ giới và nhiều phương tiện chiến tranh khác, giải phóng hơn 50.000 dân, giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Chiến dịch đường 14 Phước Long kết thúc thắng lợi rực rỡ. Lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, ta giải phóng hoàn toàn một tỉnh do địch kiểm soát. Tuyến phòng thủ phía đông bắc Sài Gòn của chúng đã bị ta chọc thủng. Chiến thắng Phước Long đã giúp quân và dân ta mở thông được hành lang chiến lược từ Vĩnh Linh vào đến Bù Gia Mập, Lộc Ninh và các căn cứ khác tại miền Đông Nam Bộ, nối liền các vùng giải phóng với các căn cứ đã từng bị địch cô lập trước đây, căng kéo tối đa lực lượng ngụy quân để bộ đội ta có thể tự do di chuyển lực lượng để tấn công quân ngụy tại bất cứ địa bàn nào. Chiến thắng Phước Long đã giáng một đòn làm cho chế độ ngụy quyền Sài Gòn phải rung chuyển. Nguyễn Văn Thiệu không dám hô hào phản công tái chiếm mà treo cờ rủ và tổ chức lễ cầu siêu. Thế và lực cuộc chiến đã có những thay đổi căn bản có lợi cho ta. Giờ khai tử của chế độ ngụy quyền Sài Gòn đã điểm. Từ trận đánh mở màn cho đến khi kết thúc chiến dịch, chiến thắng đường 14 Phước Long được đánh giá đúng nghĩa là đòn trinh sát chiến lược, góp thêm một thực tiễn sinh động giúp Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định, đánh giá đúng tình hình. Chế độ ngụy quyền Sài Gòn đã đến hồi suy sụp, đế quốc Mỹ đe dọa nhưng không thể quay lại can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Quân giải phóng miền Nam đã có những bước trưởng thành vượt bậc, có thể tiến công tiêu diệt địch ở các căn cứ phòng thủ cấp chi khu, tiểu khu trên phạm vi cấp tỉnh. Vào thời điểm lúc bấy giờ, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói, chiến thắng này đã mở ra tiền đề cho cách mạng miền Nam thần tốc tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. Sau chiến thắng Phước Long chưa đầy 2 tháng, ngày 4 tháng 3 năm 1975, quân ta nổ súng tiến công vào Tây Nguyên, mở màn cho cuộc tiến công chiến lược lịch sử trên toàn miền Nam. Ngày 10 tháng 3, ta giải phóng Tây Nguyên. Tiếp đó, ta giải phóng Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, đập tan tuyến phòng thủ Xuân Lộc và mở toang cánh cửa phía đông để 5 cánh quân ồ ạt tiến về giải phóng Sài Gòn, thực hiện di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch và nguyện vọng thiết tha của hàng chục triệu trái tim Việt Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi, cố Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên tư lệnh các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam đã đưa ra nhận định: quân và dân Phước Long đã làm nên một kỳ tích chiến lược trong chiến tranh chống Mỹ. Không có chiến thắng Phước Long thì chưa có chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vì vậy, chiến thắng Phước Long không thể đánh giá như một chiến thắng chiến thuật hay chiến dịch, mà là một chiến thắng ở tầm chiến lược.
ngày 30 tháng 4 đã đi vào lịch sử vinh quang nhất của dân tộc, xuất phát từ ngày 6 tháng 1, lịch sử giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long. Chiến thắng Phước Long đã trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong lòng dân tộc, là niềm tự hào của quân và dân Bình Phước. Bản hùng ca Phước Long luôn là sức mạnh để tỉnh Bình Phước, thị xã Phước Long hôm nay vươn lên trên bước đường phát triển và hội nhập. Các anh, các chị